À, xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác một đôi loa BMB 450V Mark 2 nhé. Hàng xịn nha các bác nhé. Giờ bây giờ em mở giò ra cho các bác xem nhé. Nhân viên. Nhân viên. Cầm hộ cả. Dạ, bằng như này nhá. Ra xem nào. Đây, mở vít ra rồi, rộng mở cái này ra nhá. Đây. Em mở vít ra rồi. Các bác ạ. Cái này xem nào. Ui, chắc quá. Ôi. Cầm hộ. Bên trong như nào nhá. Cầm chắc tay vào. Đấy, chắc lắm. Đấy. Giờ mới mở các bác. Quay như này nhá. Đấy. Wow. Anh xem. Đây, quay cho các xem. Này, củ này không có ghi là USA hay là cái gì. Không có ghi Made in Japan hay gì hết nhé. Đây, xem phân tần nó nào. Đây, phân tần nó như này. Đây. Lát xem. Này. Đây, nhìn thấy chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Nhìn thấy vàng óng chưa? Đấy. Còn canh rán chưa? Vàng óng nhá. Đấy. Củ này nó không có ghi Made in Japan gì đâu các bác ạ. Củ rất nặng. Bát 25. Con này mà hát thì tuyệt vời. Đây cái tem của nó đây. Tem. Tem. Này nha. Đây. Bên trong bông. Đây, một cánh rán rất đẹp. Hàng này hàng nguyên zin. Rất chi là đẹp. Ông ơi. Ông ơi. Cầm hộ cho bạn. Đấy. Này. Nó đẹp không bác? Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Liên hệ với em có số điện thoại em ghi dưới bài nhé, bài năm nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với em. Nhớ đăng ký kênh của em nhé. Để nhận video mới em đăng lên nhé. Bye bye, xin chào các bác nhé.